Xin chào các bạn đã trở lại với kênh YouTube của Liệu Vang Cao Minh. Tiếp tục với series những chai rượu vang Grand Cru Classé 1855 danh giá. Hôm nay Cao Minh xin giới thiệu tới các bạn một chai rượu vang Pháp đặc biệt và đầy ấn tượng, Château Palmer. Là một trong những nhà sản xuất rượu vang nổi tiếng của vùng Margaux, Bordeaux, Pháp, Château Palmer được xếp hạng là Grand Cru Classé hạng 3 trong bảng xếp hạng chính thức của rượu vang Bordeaux năm 1855 và được coi là một trong những đối thủ cạnh tranh trực tiếp của Château Margaux. Château Palmer có lịch sử lâu đời và phong phú, được thành lập vào năm 1740 bởi một gia đình quý tộc có quan hệ gần gũi với các hoàng gia Pháp. Năm 1814, tướng Anh Charles Palmer mua lại nhà rượu này và đặt tên theo tên của ông. Ông đã đầu tư rất là nhiều vào việc cải thiện chất lượng của rượu vang và mở rộng thị trường sang Anh. Năm 1938, hai gia đình Bizet và Chichen đã mua lại Château Palmer và tiếp tục quản lý nó cho đến ngày nay. Château Palmer nổi tiếng với sự pha trộn tinh tế của ba giống nho Cabernet Sauvignon, Merlot và Petit Verdot, tạo nên một sự cân bằng hoàn hảo, cấu trúc vang chặt chẽ. Chai vang này có một màu đỏ đậm, hương thơm phức hợp của bụi than, lá nguyệt quế, cam thảo đen sánh quyện cùng lớp hương tươi mát của quả mâm xôi đen, nho đen. Ngoài ra, chúng ta cũng sẽ cảm nhận được hương của quả lý chua và gia vị. Chai rượu vang này nên thưởng thức từ 10 đến 15 năm là ngon nhất. Một trong những chai vang xuất sắc nổi bật của Château Palmer là niên vụ năm 1961, được coi là một trong những chai vang xuất sắc bậc nhất thế kỷ 20. Nó đã giành được nhiều giải thưởng và danh hiệu cao quý, và hiện tại được rao bán lên giá $5,000. Nếu các bạn có cơ hội thưởng thức chai vang này, các bạn nên kết hợp với các món ăn có hương vị mạnh và giàu dinh dưỡng như bò nướng, cừu sốt tươi đen cùng những món thịt đỏ khác. Nó cũng sẽ là món quà tuyệt vời cho những người yêu rượu vang và đang tìm kiếm một chai vang đặc biệt để dành tặng những dịp đặc biệt. Với Château Palmer, bạn không chỉ thưởng thức một chai vang đẳng cấp mà còn đang trải nghiệm một tinh thần của sự đổi mới và sáng tạo, sự kết hợp tuyệt vời giữa truyền thống và hiện đại. Vậy nếu bạn đang tìm kiếm một chai rượu vang đẳng cấp để trải nghiệm hoặc tặng cho những người thân yêu, hãy lựa chọn Château Palmer, một chai rượu vang tuyệt vời với sự cân bằng hoàn hảo, hương thơm và vị cùng với lịch sử của nó. Hy vọng các bạn đã có những thông tin bổ ích và thú vị về chai rượu vang này. Nếu các bạn thích video này, hãy nhấn like và subscribe kênh để không bỏ lỡ những video tiếp theo nhé. Cảm ơn các bạn. Để sở hữu ngay các sản phẩm rượu vang nhập khẩu chất lượng với những chương trình ưu đãi vô cùng hấp dẫn, hãy liên hệ ngay với chúng tôi qua số hotline 0931 833 666 hoặc ghé thăm các showroom của Cao Minh trên toàn quốc để nhận được sự tư vấn tận tình từ các chuyên gia. Bằng cả trái tim, chúng tôi luôn sẵn sàng phục vụ.